Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua lúc 20 giờ 30 phút đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup năm 2026 khu vực châu Á. Dù các chiến binh sao vàng đã thi đấu nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng đã phải ngậm mùi cay đắng chấp nhận thua cuộc với tỷ số tối thiểu là 0-1. Trận thua này khiến đội tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 bảng F, tức là kém đội tuyển Indonesia một điểm trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Và đây được xem là cục diện rất bất lợi cho đội tuyển Việt Nam tại bảng F. Trong cuộc họp báo trước khi cuộc đại chiến này diễn ra trên sân Bung Karno, huấn luyện viên Jozier đã có phát ngôn gây chú ý. Phù thủy trắng nói rằng có đến 80% người Việt Nam trông chờ kết quả trận đấu với Indonesia để VFF sa thải tôi. Nhiều người mong đến ngày tôi bị thay thế, họ cho rằng cách làm của tôi với tuyển Việt Nam là không phù hợp. Thậm chí có người nói tôi đang phá hoại bóng đá Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, sau trận đấu vào tối qua thì tôi không dám chắc là con số 80% người Việt Nam tức giận với huấn luyện viên Jozier có tiếp tục tăng lên hay không. Nhưng rõ ràng những cơn thịnh nộ của người hâm mộ Việt Nam với chiến lược gia người Pháp đã hiện hữu rất nhiều và rất rõ trên các trang mạng xã hội. Trên fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì số lượng người bình luận phẫn nộ với huấn luyện viên Jozier đông đến mức mà liên đoàn đã phải, như quý vị và các bạn có thể thấy, đã phải khóa bình luận. Thưa quý vị, đã có rất nhiều người hâm mộ nói rằng muốn chiến lược gia 69 tuổi phải bị sa thải. Quý vị và các bạn có thể thấy trên màn hình bên cạnh tôi đây thì đã có một vài bình luận nhắm vào ông Jozier với những lời lẽ không mấy tích cực như là tụt dốc không phanh, lối đá không bản sắc, và thậm chí có người còn nói rằng nếu có lòng tự trọng thì ông nên từ chức. Vâng, thưa quý vị, ngồi trên ghế nóng với cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam quả thật không phải là một điều dễ dàng, đúng không ạ? Đặc biệt là khi tiếp quản một đội tuyển đã quá thành công với vị huấn luyện viên tiền nhiệm. Sau trận thua tối qua thì trên nền tảng Facebook cũng đã xuất hiện hashtag Jozier out, tạm dịch là sa thải Jozier. Triết lý của phù thủy trắng tuy không tệ nhưng những kết quả của bóng đá Việt Nam từ khi ông Jozier dẫn dắt không hề tốt một chút nào. Trong 10 trận gần nhất của đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển của chúng ta đã phải chịu thua đến 9 trận. Vâng, thưa quý vị, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng nói rằng người Việt Nam yêu bóng đá, nhưng mà là bóng đá chiến thắng. Vậy với kết quả thua quá nhiều đến như vậy thì người hâm mộ Việt Nam làm sao mà không tức giận được, đúng không ạ? Tỷ lệ thua của huấn luyện viên Philippe Jozier khi đối đầu với các đại diện Indonesia trong một năm qua là 100%, một con số tuyệt đối. Từ SEA Games 32 cho đến Asian Cup năm 2023 và bây giờ là vòng loại World Cup năm 2026, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp đều thất bại trước đối thủ xứ vạn đảo. Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thua ở sân Bung Karno trước đây, cũng chưa có huấn luyện viên nào của đội tuyển Việt Nam thua 2 trận liên tiếp trước Indonesia cho đến thời điểm ngày hôm qua. Trong trận đấu tối qua thì đội tuyển Việt Nam cũng có một vài điểm sáng, ví dụ như là bài tấn công bằng những quả ném biên của Đình Bắc khiến đối phương lúng túng khi phải đối đầu với những pha ném biên của chúng ta. Đáng tiếc thay, sự bất ngờ đó của tuyển Việt Nam dành cho Indonesia chưa thực sự phát huy được hiệu quả thì chúng ta đã phải chịu bàn thua từ pha ném biên, thưa quý vị, của cầu thủ Ahan bên phía Indonesia, người được mệnh danh là máy ném biên của xứ vạn đảo. Và để có thể giải thích cho bàn thua này, huấn luyện viên Jozier đã nói rằng đây là sai lầm cá nhân dù đã tập luyện nhiều. Ông cũng nhắc thêm rằng Nhật Bản cũng đã từng thua Indonesia với một tình huống tương tự. Chỉ có thể nói là đây là một tình huống đến từ sai số cá nhân. Bởi lẽ đương nhiên là chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị và tập luyện để phòng chống tình huống này. Và chúng tôi lặp đi lặp lại thậm chí rất là nhiều lần rồi. Nhưng tôi cũng có thể lấy một ví dụ, đó là tại Asian Cup vừa rồi thì đội tuyển Nhật Bản cũng để thua một tình huống trước đội tuyển Indonesia sau một tình huống tương tự. Thì rất là đáng tiếc, và đồng thời thời điểm của bàn thua này thì nó lại đến từ vào thời điểm đầu hiệp 2 nữa. Khi mà diễn biến trận đấu đương nhiên là sẽ khiến cho cục diện nó tạo ra sự khác biệt. Dĩ nhiên là chúng tôi thất vọng về kết quả ngày hôm nay, đặc biệt là khi tất cả các cầu thủ tôi nghĩ rằng đã tuân thủ rất là tốt chiến thuật của đội bóng đề ra, đặc biệt là trong các thời điểm mà không bóng. Dĩ nhiên là với kết quả này thì trận lượt về sắp tới thì chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa với mục tiêu cao nhất, đó là giành được chiến thắng. Và đồng thời tôi tin rằng toàn đội bóng, tất cả các cầu thủ thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến những thời điểm cuối cùng, trận đấu cuối cùng của vòng loại này.
Với tính chất của hai trận đấu trong tháng 3 này thì chúng ta có thể coi hai trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia gần tương thức như là tính chất của trận đấu knock out mang tính chất lượt đi lượt về tại Champions League sắp tới chẳng hạn. Đương nhiên là chúng tôi mới trải qua trận đấu lượt đi thôi và chúng tôi vẫn còn trận đấu lượt về sắp tới và tôi muốn tất cả các cầu thủ tiếp tục tập trung để hướng tới trận đấu sắp tới. Vâng thưa quý vị, rõ ràng sau kết quả thua cuộc vào tối qua, huấn luyện viên Chu Jie cần ngay lập tức cải thiện lối chơi cho đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tái đấu vào hôm 26 tháng 3 tới đây. Đặc biệt hơn cả là chúng ta phải tìm cách chống đỡ những pha tấn công từ những quả ném biên của Ahan bên phía Indonesia ngay đi. Vì ngay cả tờ CNN của Indonesia cũng phải gọi những cú ném biên của Ahan là cú ném biên chết người trong một bài viết gần đây. CNN Indonesia đánh giá rằng bàn thắng của Indonesia là kết quả của cú ném biên chí mạng đến từ Ahan. Khả năng ném biên xa độc đáo của Ahan thực sự là một trong những vũ khí bí mật của đội tuyển Indonesia. Thưa quý vị, cầu thủ này từng khiến U23 Việt Nam bại trận ở SEA Games 32. Cú ném biên của Ahan giúp U23 Indonesia ghi đến tận 2 bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam vào thời điểm đó. Thực tế thì Ahan Pratama chính là sự thay đổi người sáng suốt của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đội tuyển Indonesia liên tục tấn công bên phía cánh trái khi mà hậu vệ năm 2001 được tung vào sân. Anh liên tục gây ra khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Nếu Egi Mulala tận dụng tốt cơ hội mà Ahan tạo ra, thì Indonesia có thể thắng với cách biệt tận 2 bàn và đội tuyển Việt Nam không phải không biết về những cú ném biên của Ahan Pratama. Huấn luyện viên Chu Jie liên tục tập luyện cho các học trò phòng ngự ở những tình huống tương tự như thế nhưng mà đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam vẫn để thua từ một cú ném biên mà ai cũng có thể dự đoán được. Bên cạnh tờ CNN Indonesia, tờ Bola của Indonesia bày tỏ sự tự hào khi họ là đội Đông Nam Á duy nhất có chiến thắng ở lượt đấu thứ 3. Tờ này viết rằng Indonesia là đội duy nhất ở Đông Nam Á giành chiến thắng ở lượt trận thứ 3 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á khi đánh bại đội tuyển Việt Nam. Thái Lan đã hòa Hàn Quốc trong khi Malaysia thua Oman. Trong khi đó, thì trang chủ của AFF, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng có một số bình luận về trận thua của đội tuyển Việt Nam. Việc đội tuyển Việt Nam không cản phá được quả ném biên của Ahan đã giúp cho Egi Maulala lao vào dứt điểm và đó là bàn thắng duy nhất ở một trận cầu vô cùng căng thẳng. Vâng thưa quý vị, trái ngược với Indonesia sau trận thua tối qua thì đội tuyển Việt Nam cũng đón nhận một tin không vui. Đội tuyển của chúng ta đã bị trừ điểm rất nặng trên bảng xếp hạng FIFA sau trận đấu này. Trước trận đấu thì Indonesia đứng thứ 142 trong khi đội tuyển Việt Nam giữ vị trí 105 trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó thì khi chúng ta thua trận, đội tuyển của chúng ta mất nhiều điểm. Cụ thể, theo công thức tính điểm ELO của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 15,37 điểm, tức là chỉ còn 1.179 điểm và ngày càng cách xa top 100 thế giới. Tạm thời thì thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier đã rơi xuống vị trí thứ 112, kém xa Thái Lan, đội bóng vừa cầm hòa Hàn Quốc để tăng 2 bậc lên hạng 99. Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia ở trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình, thì số điểm được cộng thêm là 10,33 điểm. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn không thể trở lại top 100 thế giới sau loạt trận diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Và hiện tại thì đội đứng thứ 100 là Tajikistan, hơn đội tuyển Việt Nam tới 32 điểm. Vâng thưa quý vị, hành trình của huấn luyện viên Chu Jie với đội tuyển Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại có thể nói là đã và đang diễn ra không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên chúng ta hãy hy vọng rằng trong cuộc tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia vào hôm 26 tháng 3 tới đây, những chiến binh sao vàng sẽ trình diễn thứ bóng đá nhiệt huyết hơn, đẹp đẽ hơn và quan trọng là hiệu quả hơn. Và mong rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn dành niềm tin, sự hy vọng và cổ vũ cho huấn luyện viên Chu Jie cùng các cầu thủ. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình chúng tôi đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.